Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và toàn bộ quý vị khán giả. Em tên là Đặng Kim Ngân, năm nay 31 tuổi, sinh sống ở Bình Dương, kỹ sư cơ khí. Hiện tại giờ thì đang ở nhà, đây là bà xã của em. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Em là tên là Lê Thị Liên, em sinh năm 1991 và hiện tại em đang là luật sư. Công việc của em là kỹ sư cơ khí. À, bây giờ là em có làm việc không? Dạ, em bị bệnh xong rồi em nghỉ rồi. Dạ. Ồ, xin lỗi là mình bị bệnh gì vậy em? Dạ em bị sốt, nhiễm hàn, đi mưa nhiều quá dẫn tới nhiễm hàn rồi nó nhập vô cơ thể, phá hoại hết cơ thể trong cái nội tạng của em. Ồ, vậy hả cưng? Rồi xong rồi là mình mới 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 không đi được đúng không? Hồi năm nào? Dạ, lúc năm 2016. Vậy là mới có 3 năm nay thôi dạ hả? mới 3 năm nay. Tức là trước đây là Ngân là sinh hoạt bình thường. Dạ em là người như bình bình thường hết. Dạ Ngân Liên, nghe gọi tên Liên cái thấy thân thiết làm sao đâu á. Bây giờ anh tên Liên hết. Bà xóa mà là Liên Bây giờ kể cho chương trình nghe là hai bạn lần đầu tiên gặp nhau như thế nào và cái chuyện tình cảm của các bạn ra sao. Nhà em với nhà ảnh là cách nhau có 150 mét thôi. Nếu mà đi từ nhà ảnh vô vườn thì phải đi qua nhà em, cái rồi trong xóm chơi vậy đó. Xong rồi cái mấy em á mới nhốt trong một cái nhà của nhà hàng xóm. Rồi cái từ đó nó cũng nói chuyện nhiều hơn, thấy thích thích rồi thấy thích muốn nói chuyện. Chị hiểu rồi, tụi em là thanh mai trúc mã đúng không? Dạ. Nghĩa là tụi em biết nhau từ hồi còn nhỏ xíu xíu. Dạ. Thậm chí là gọi là ở trường tắm mưa mà tắm chung rồi mà không biết luôn. Lúc đó thì cũng nhỏ thì để ý thì cũng thích thích rồi khoái vô nhà chơi. Tối tối rủ đi chơi hội chợ hoặc là dẫn đi ăn kem ăn chè gì đó. Lúc đó năm đó em bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em học lớp 10. Mà cái tình cảm học sinh lúc đó chắc vui lắm đúng Dạ không? cái học Chỉ sinh lúc nhìn đó chỉ vui. cần nhìn thấy nhau gặp nhau xong rồi nói Dạ chuyện, mày tao chí tới chút dạ đỉnh là thấy vui chủ rồi đó. chủ yếu Dạ là cứ ngày nào cũng muốn gặp nhau để nói chuyện đó. Rồi cái thời gian đó em tấn công cô Liên này dữ dội không Ngân? Gia đình thì cũng muốn hai đứa cố gắng học, hai đứa cũng không tấn công dữ dội gì lắm, chủ yếu là gặp mặt nhau nói chuyện nhau là thích rồi ạ. Chính thức lúc nào mà tụi em cảm thấy là nó thực sự là một cái tình cảm nam nữ á? Tới lúc mà vợ em năm cấp 3, ba mẹ vợ có nói là cũng như là đừng có gặp mặt nhiều quá để cho hai bên cùng học nữa. Thì tới lúc mà vợ em vừa học đậu được đại học á thì bắt đầu hai đứa mới xác định đến là chuyện tình cảm nam nữ. Cái lúc đó là ba mẹ có đồng ý không? Dạ Đã đồng ý dạ ba mẹ đã đồng ý rồi. Mới đầu á là ba mẹ anh cũng không có thích em lắm. Tại vì tướng thì vừa lùn vừa xấu. Thật sự em cao có 1m45 thôi, hai lú đặt. Thì lúc mà bắt đầu là anh lên đại học á thì anh học được 1 năm, sau đó là bắt đầu là em đậu đại học. Hai bên gia đình cũng chắc là cũng nghĩ cũng lớn rồi nên là thành ra cũng không có ý kiến, cũng không phản đối gì hết. À, vậy thì năm thứ mấy thì hai đứa mới chính thức gọi là yêu nhau? Nếu mà anh ngỏ lời thì năm năm hai phải không chồng? Năm năm thì như vợ nhớ là năm như hai vậy của ảnh. Năm hai của đúng rồi, năm hai của rồi ảnh là năm là nhất của em. Kết hôn thì em nói mà các bạn em cũng ngoại tình luôn, tại là vì lúc đó là em mới vừa ra trường xong, em làm ở Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương á, làm được 2 tháng. Tự nhiên bữa đó hai vợ chồng đang đi học buổi chiều đến cái quán hủ tiếu gõ ở lề đường đó, đang ăn cái em hỏi vậy có muốn cưới không. Chắc lúc này là em tỏ tình trước quá. Nếu muốn cưới thì để em gọi điện về cho ba mẹ, nếu mà ba mẹ đồng ý thì cưới thôi. Dĩ nhiên rồi anh trả lời, em đúng trả lời ý rồi. Lúc đó em sung sướng không? Dạ có. Rồi đồng ý luôn. Dạ đồng đúng ý. Rồi cờ tới tay phải phất rồi chứ. Dạ. Rồi ba mẹ xuống hốt luôn. Dạ. Là 1 tuần sau là đám hỏi, xong là 1 tháng sau là cưới. Tụi em đám cưới cho tới bây giờ là bao nhiêu lâu rồi? 6 năm. 6 năm rồi đúng không? Tụi em có baby chưa? Dạ có, 3 tuổi rưỡi. Trong cái thời gian đó thì vợ chồng em có những cái biến cố gì khó khăn không? Biến cố thì sanh được 1 tháng, tại vì cái tháng đầu tiên đó là ảnh cũng là lấy cái bằng đại học á, tại vì ảnh vừa học vừa làm buổi tối nên là 1 tháng đó ảnh đi đi suốt vậy đó. Chung là vừa làm rồi vừa học á, là em cứ đi trời mưa suốt, cứ sáng đi gặp mưa rồi chiều về cũng gặp mưa, và em cứ đi từ Bình Dương lên thành phố.
bé em sinh ra được 2 tháng là bắt đầu em phát bệnh. Trời ơi, một bên là con còn nhỏ rồi, dạ, một bên chồng bệnh, em xoay sở sao? Thì mới đầu thì cũng nhẹ, tại vì bị sốt. Mới đầu là đưa bệnh viện Bến Cát, rồi bệnh viện Bình Dương, rồi đi mấy bệnh viện á. Trước ảnh là anh của ảnh cũng mất năm 2007 vì cũng bệnh, cũng sốt 2 năm như vậy á. Nên là gia đình cũng khá là lo lắng, cũng đưa rất là nhiều bệnh viện. Em tranh thủ đi làm buổi sáng, rồi buổi chiều về em phụ, rồi cứ chuyển qua các cái bệnh viện. Tức là anh sốt mà không phát hiện ra bệnh? Dạ đúng rồi. Sốt lúc đó là nó biến chứng, nó ảnh hưởng nhiều thứ lắm. Có nghĩa là tim, gan, rồi đường ruột, rồi phổi, rồi gì là bị hết. Bao nhiêu lâu em bị cái thời gian sốt đó là bao nhiêu lâu thì mình mới xác định được cái bệnh của mình? Mỗi một cái bệnh viện thì nói một cái bệnh khác nhau. Nhưng mà đến tận thời điểm này thì vẫn chưa biết chính xác là bệnh gì. Có vô 6 mũi hóa chất. Lúc đó là người em là ốm, chỉ còn bộ xương và nó tóc thì rụng hết. Nằm đó thì lúc đó là chỉ còn truyền ở oxy và truyền sữa vào tĩnh mạch thôi. Thì lúc đó thì bệnh viện nó cũng trả về. Không chữa được mới trả về đúng không? Dạ, sữa mà truyền vô người đấy cũng rút ống ra rồi. Cái trời thương sao thì bản năng của em nó lại muốn ăn trở lại. Có nghĩa lúc đó về thì em thèm ăn thịt lắm. Mẹ cứ kho thịt kho tàu á, là em cứ ăn một lần một chén là mấy cục thịt vậy đó. Và cứ con cá lóc á, mẹ cứ hấp lên và em ăn hết nguyên một con vậy đó. Cứ thèm cái gì cái mẹ cứ làm vậy rồi, cứ ăn vậy rồi. Cái khỏe trở lại. Thì lúc đó người á, thì không cử động được. Nhưng mà từ từ cái tay em cử động lại được. Rồi em có sức khỏe lại, cái em chống là em ngồi được. Lúc ngồi được thì bắt đầu mới ngồi xe lăn. Nghe em kể thì anh thấy rằng là kỳ tích xuất hiện đó. Dạ, em đúng cũng không? Nghĩ là vậy. Em nhớ là cái gọi là cái thời kỳ đỉnh điểm nhất á, là cái thời kỳ khó khăn vừa về cái mặt tài chính lẫn về mặt tinh thần. Thì bác sĩ có nói với em một câu là cho dù có thay tim cho chồng em thì chồng em cũng không thể sống được. Ở nhà thì quyết là sẽ bán hết tất cả tài sản. Cho dù thay tim mà anh sống được thì vẫn sẽ bán. Tức là em không cần một cái gì cả. Nếu như mà anh khỏe được mà em ở nhà trọ em vẫn đồng ý. Nói chung là trong lòng mình rất là sợ. Tại vì không biết là tuần tới con mình còn ba hay không. Dạ em xin lỗi. Dạ. Không có gì em. Dạ. Thì em ở nhà em tranh thủ em đi làm. Rồi 11 giờ em chạy xe máy, chạy từ Bình Dương chạy lên đường Nguyễn Lương Bằng á. Rồi lên thăm ảnh cử đó. Rồi ở lại canh rồi thăm đến cái cử thứ hai. Là xong 8 rưỡi em bắt đầu em chạy từ thành phố chạy về. Thì nhiều khi là về nhà 11, 12 giờ tối luôn. Đường thì cao su vắng tanh là nhưng mà mình nghĩ là nếu mà không lên thăm ảnh thì mặc dù em biết lúc đó là bác sĩ nói kết luận là ảnh không còn gọi là bị mất khả năng luôn, là lý trí của ảnh lúc đó là bị hoang tưởng. Tại vì một người mà 75kg mà xuống chỉ còn có 35kg thôi. Cho dù còn một giây phút nữa thì em cũng sẽ cố gắng hết sức để mà chiến đấu cùng với chồng của em để có thể giành lại được sự sống của mình. Nhưng mà những cái lúc mà như vậy á, thì khi mà vợ em vào là em cảm nhận, em vẫn biết là cô đang bên cạnh em đúng không? Dạ, trí não của em á, thì có lúc tối á, hoặc là không có ai thì lúc đó là em mới bị hoang tưởng, lúc đó là em không nhớ gì cả, suy nghĩ tùm lum hết. Còn lúc mà tỉnh thì lúc nào em cũng nhìn lên cái đồng hồ và chỉ chờ cho đến cái giờ mà vợ và gia đình vào thăm. Cái này em rất thương bố vợ của em. Em đi đâu thì bố vợ cũng đi nuôi em hết. Tức là có bố vợ là thường xuyên trong đó. Dạ, bố vợ. Ừ, còn em là cứ đến giờ thì sau đó phải về với con đúng không? Dạ, tranh thủ sáng đi làm rồi về với con. Như vậy là em ở trong bệnh viện bao lâu? Lần sau cùng á là hơn một tháng, tại vì ở trong phòng ICU á là một tháng trong phòng ICU rồi. Một tháng trời. Chi phí thì sao? Lúc đó gọi là cực kỳ áp lực luôn, tại vì cứ khoảng một tuần á là phải tạm ứng nhiều khi là cả trăm triệu luôn. Một ngày trong ICU là khoảng 20 triệu một ngày. Chỉ là cái tiền phòng thôi là 20 triệu một ngày. Còn tiền thuốc thì không tính tới. Nhưng mà nằm trong đó rồi thì cuối cùng bệnh viện cũng trả về. Dạ. Lúc đó thực sự là gọi là cũng không biết làm sao hết. Nếu như mà đem về á, mà ảnh có cơ hội em sống, mà mình đem về như vậy thì có nghĩa là mình đang tự tay mình sẽ giết chồng mình. Cho dù là một giây phút nữa thì em vẫn muốn là để cho anh ở trong bệnh viện để có cơ hội. Nên thành ra là lúc đó là gia đình mới quyết định là bán miếng đất ở nhà đi. Trước cái lúc mà bán đất thì được cái thì cũng có nhiều người ở hàng xóm, người ta có tiền người ta cũng thương, cứ hỏi mượn tiền và người ta cho mượn lần mấy trăm triệu và không tính một tiền lời nào cả. Cũng có nhiều người ở xa cũng không biết tới em luôn. Anh của em á thì hỏi mượn, kể hoàn cảnh bệnh của em vậy là người ta vẫn cho mượn. Nhưng mà cuối cùng thì chồng em vẫn phải đưa về nhà. Nhà em là gọi lúc đó là gọi là
không có biết gì nữa rồi, là ai chỉ đâu mách đâu thì đi đúng đó rồi, đúng rồi. Có bệnh thì vái tứ phương như vậy đó. Thì ở gần nhà thì có một cái ông cậu là gọi là ông thầy ấy, gọi là ông trị bệnh bằng thuốc. Nói chung em cũng không biết là gì, nhưng mà ở nhà thì ý là nói như vậy. Đang nằm trong phòng soi sóc đặc biệt là đến ngày thứ tư, thì tự nhiên cái chiều đó bác sĩ cho ra ngoài phòng thường. Thì khoảng một tuần sau là bác sĩ cho ra về. Nhưng mà cái lúc mà đưa về đó là tình trạng chồng em như thế nào? Khoảng 39kg và chỉ còn bộ xương. Là tay chân thì sao? Là liệt hết. Xương cốt của em lúc đó là chỗ nào cũng đau hết. Truyền thẳng một cái đường ống vô lỗ mũi vô thẳng bao tử thôi. Rồi cái chi tiết mà ăn cơm với thịt kho hộp dịch đó là lúc, lúc đó sau là nữa. Sau lúc đó. Sau khi mà chị ông thầy một, dạ, một ngày mà ăn tại cái rửa thịt kho hộp dịch. Trời thấy ghét quá vậy. Dạ. Ăn đó nhiều lắm. Chân em giờ là hiện đang tập đi được. Có là dịnh vô cái khung thanh song song á là bước đi được. Nói chung là nghe qua câu chuyện của em, một câu chuyện phải nói là hồi sinh, kỳ tích một câu chuyện hồi sinh. Thông qua chương trình này thì em cảm ơn tới những mạnh thường quân, những hàng xóm ở cùng quê của em là đã giúp đỡ em tận tình, giúp em vượt qua những cái khó khăn và những cái bệnh tật. Em cảm ơn rất nhiều. Dạ. Rồi bây giờ là nợ nần là mình đã thanh toán được hết rồi gì? Bây giờ cũng còn nợ, em vừa đi làm vừa trả cái khoản nợ đó. Tại vì cái miếng đất mà bán thì nó chỉ có một phần nhỏ thôi. Giờ ba mẹ em cũng già rồi. Ba chồng em thì mất năm 2018. Giờ còn có mình má chồng thì má chồng phải phụ cho ảnh nữa. Nên là gần như là em là người lao động chính. Nên thành ra là mấy cô mấy chú thì thấy cũng thương. Thì cũng không có nói, cũng hỏi khi nào mà mình có thì mình trả. Khi mà như này là coi như là hết bệnh rồi đó. Vì là thập tử nhất sinh mà. Như là chúc mừng hai vợ chồng em. Thiệt, thật sự. Hồi nãy giờ cái câu chuyện của mình nó từ đầu cũng trình tới giờ là nó đi, nó hơi buồn đúng không? Và bây giờ mình bước qua một cái phần khác để cho nó xôm lên đúng không? Dạ. Đó, các em coi chương trình Vợ Chồng Son nhiều không? Dạ cũng nhiều. Ưu tiên cho em đó. Nói cho anh biết đi, cô ấy có thật xấu gì? Dám kể à? Vợ em thì cái là cà lâm liền thấy không? À, không có nhìn nha, không có hâm he nha, không có nhìn. À. Cái là thật xấu là ngủ cứ quay là như cái đồng hồ vậy đó, xoay như trong trống, tí ngủ đây, cái lát tí là xoay, là nhiều khi nằm bảo ngủ là nằm một hồi là em lại nằm với cái chân. À. Nhờ là xe bung vụ. Dạ. Nhiều khi đang nằm gác qua chồng cái lát nữa lại gác lên tới đầu. Đó, đang ngủ tự nhiên nằm bao thấy núi đè. Mở mắt ra thấy nguyên chất bả. Đó, tật xấu thứ hai. Vợ em là luật sư nên là nói nhiều lắm. Dạ. Nói bất chấp. Nói không cho giải thích luôn. Không cho giải thích không luôn. Cho giải thích. Còn gì nữa không em? Hết nghĩ ra. Làm bộ quên á. Thường á là bả nói ra rã rồi. Bữa nay khui tật xấu bả ra nữa về là tối nay nói mà nữa. Hết rồi không? Dạ. Tới em nói đi. Anh thì hay nhậu. Bây giờ còn không? Không, bây giờ chắc không dám đâu. Hồi trước thì nhậu nhiều lắm. Coi như bỏ đi. Coi như là người ta đã gọi là quá khứ. Lùi dần rồi coi như bỏ đi. Nghỉ luôn em. Đúng tiếp rồi. Tiếp luôn. Tiếp nữa nè. Là ở nhà mà có chuyện gì là anh hay im im đó. Nhưng có nhậu nhẹo không? Chắc chắn là có luôn đó. Tại vì em nhớ hồi lần mà anh bị bệnh á. Lúc đó là bác sĩ nói là thôi đừng có coi điện thoại nữa. Mà buồn quá. Thấy mặt ảnh vô bộ xuống ảnh nói là ý là muốn gọi cho con rồi đó. Mới đầu là cương quyết lắm, không mua đâu. Rồi ráng tiết kiệm để mua cho một cái điện thoại lên. Coi phim rồi gọi cho con đâu. Tới giờ mà còn cái kiểu mà đòi mua gì đó không cho là mặt chù ụ không? Có. Còn không? Dạ. Bé vẫn giận hơn mặt bé chù ụ. thấy cái mặt lúc đó thảm lắm. Ảnh kinh khủng luôn á. Mong muốn em ảnh thay đổi điều gì? Siêng năng tập thể dục một chút. Ở nhà là hay bị quạo cái vụ không chịu tập. Còn Ngân thì muốn vợ mình thay đổi điều gì? Quên còn một tính là tính hay quên. Mà em chỉ mong là vợ em là đồ đạc là cứ bỏ ngăn nắp đúng chỗ, bớt thức khuya hơn để còn sức khỏe để lo cho con nữa. Em yêu vợ không? Dạ yêu hơn bản thân của em nữa cơ. Tại vì em sao? Em dạ. Sao? Cũng yêu chứ. Dạ yêu chồng. Đó. Anh cũng vậy. Tại vì em biết sao, thực sự chị nghĩ là cái kỳ tích của chồng em là một phần là do chồng em quá yêu em. Và chồng em hiểu được là em rất yêu ảnh. Thành ra là ảnh giống như nó gần như là cái bản năng em hả, cái bản năng sinh tồn là muốn coi là mình muốn giữ cái điều đó, mình không muốn mất cái điều đó, cho nên mình cố gắng. Mình phải đủ sức mạnh, đủ tỉnh táo để mình giữ lại, tức là giữ cái tình yêu của em cũng như giữ
giữ cái người vợ đó. Dạ. Tuy, cho nên là đúng em, không em? Tuy em hoang tưởng nhưng mà lúc nào cái đầu óc cũng nghĩ về vợ. Đó. Dạ. Tại sao chị hỏi? Em phải hiểu rằng vợ em cho tới thời điểm này vẫn vô cùng yêu em và ngược lại chồng em cũng vậy. Thì chính cái tình yêu đó chị nghĩ rằng nó sẽ là một cái liều thuốc cũng giống như là động lực là để em khỏi bệnh hoàn toàn. Dạ. Chị nghĩ rằng em sẽ lập nên kỳ tích tiếp theo. Đúng rồi. Dạ. Năm tới nữa là báo với chương trình là ý chị ơi em có đứa con trai nữa. Chúc cho hai vợ chồng em ha luôn. Dạ. Luôn vui vẻ và mãi mãi hạnh phúc và yêu nhau bền vững như thế này nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn.